sáng thế kỷ chương 29 hành trình của gia cốp gia cốp tiếp tục đi đường và đến một xứ ở phương đông thấy đằng xa có bảy chiên đang nằm bên giếng giữa một cánh đồng là nơi chiên đến uống nước tuy nhiên trên miệng giếng có một tảng đá lớn đậy lại vì theo lệ thường phải đợi cho bầy gia súc vật họp lại đông đủ người ta mới lăn tảng đá đi khi chúng uống xong họ đặt tảng đá lại lên miệng giếng như cũ jacob đến chào kẻ đang chăn chiên hỏi họ từ đâu đến đây họ đáp từ phadanaram -ra jacob hỏi các anh có biết ông la ban con Na-cô không họ đáp biết chứ jacob tiếp ông ấy mạnh giỏi không đáp ông ta vẫn mạnh khỏe kìa cô ra trên con ông ấy đang dẫn bầy chiên đến kia kìa Jacob gợi ý Trời hãy còn sớm Chưa đến giờ tập hợp các bầy gia súc để đem đến Sao có anh không cho chúng uống nước Rồi thả chúng đi ăn trở lại Họ đáp Không được Theo lệ Phải đợi các bầy gia súc Phật tề tiểu đông đủ Mới lăn tảng đá đi cho chúng uống nước Hai bên còn đang chuyện trò Cô ra trên dẫn bầy chiên của cha đến giếng vì cô cũng là người chăn gia cốp biết ra trên là em cô cậu với mình và bầy trên này cũng của cậu mình nên gia cốp một mình đến lăn tảng đá để trên miệng giếng rồi múc nước cho bầy chiên của cậu mình uống gia cốp hôn ra trên rồi khóc hòa lên và cho nàng biết mình là bà con là cháu gọi la ban bằng cậu ruột ra trên nghe xong vội vã chạy về báo tin cho cha. La Ban được tin của Gia Cốp cháu mình đã đến, liền chạy ra đón tiếp. Ông ôm trầm lấy Gia Cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia Cốp kể lại mọi điều cho La Ban nghe. La Ban đáp, cháu đúng là cốt nhục của cậu. Gia Cốp ở nhà cậu một tháng. Gia Cốp cưới Lê A và Ra Trên. Một hôm, La Ban bảo Gia Cốp, không lẽ vì tình bà con ruột thịt mà cháu làm việc không công sao? Cháu muốn cậu trả lương bao nhiêu? La bàn có hai cô con gái, cô chị tên Lê A, có cặp mắt yếu, còn cô em tên Ra Trên, có một thân hình cân đối, dung nhan, tuyệt đẹp. Jacob yêu Ra Trên nên đề nghị với cậu, cháu xin giúp việc cho cậu 7 năm. Nếu cậu gả cho cháu cô ra trên, con út của cậu. La Ban chấp thuận ngay. Tha cậu gà nó cho cháu, còn hơn cá cho người ngoài. Hãy ở với cậu. Vậy Jacob phục dịch cậu suốt 7 năm để được cưới Rachel. Nhưng vì yêu Rachel nên Jacob coi 7 năm như bằng đôi ba ngày. Jacob nhắc La Ban. Cháu đã làm đầy đủ. Xin cậu gà nàng cho con để chúng con chung sống la ban bèn đặt tiệc lớn mời tất cả những người trong cộng đồng đến dự lễ cưới nhưng đêm ấy la ban đánh cháo lea thay cho ra trên jacob ngủ với lea la ban cũng cho đầy tớ sinh ba theo hầu lea sáng hôm sau jacob tức dậy thấy lea jacob nói với la ban sao cậu gạt tôi vậy tôi phục dịch cậu chỉ vì ra trên la ban đáp phong tục ở đây là thế không được gả em trước chị sau, cháu cứ đợi qua tuần trăng mặt với Lea, cậu sẽ gả luôn ra trên cho. Với điều kiện cháu giúp việc thêm cho cậu 7 năm nữa. Jacob cốp đồng ý, sau tuần ấy, La-ban gả luôn ra trên cho Gia-cốp và cho cô đầy tứ gái Bila theo hầu ra trên. Jacob cốp sống với ra trên và yêu ra trên hơn Lea. Jacob cốp phục dịch Lea thêm 7 năm nữa. Con cái của Jacob và Lea Chúa thấy Lea bị ghét Bèn cho nàng sinh sản Còn ra trên phải son sẻ Lea thụ thai sinh con trai đầu lòng Đặt tên là Ruben Vì bà nói Chúa thấy nỗi đau khổ của tôi Bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi Lea thụ thai nữa Sinh con trai thứ nhì đặt tên là Simeon Vì bà nói Chúa đã nghe rằng tôi bị ghét bỏ Nên bà nói cho tôi Lê Hà thụ thai lần thứ ba, sinh con trai và đặt tên là Levi vì bà nói Bây giờ chồng tôi sẽ khang khít với tôi vì tôi sinh được ba con trai cho người. Lần thứ tư, Leah thụ thai, sinh con trai và đặt tên là Judah vì bà nói Bây giờ tôi ca ngợi Chúa. Sau đó nàng thôi sinh lỡ một thời gian.